bàn đầu tiên giùm em đi. Anh bàn ơi, đầu tiên cần số điện thoại Zalo nha anh. Áo trắng, áo trắng ơi, tối nay cho số Zalo nha. Rồi rồi đó anh áo xanh. Bạn anh đã tắt cái đàn này để bán vài vé cái hả? Ờ đó à, chị ơi ai còn vé anh này bán cái bàn ở bên đây nè anh ơi. Ờ đó bán cho cái anh áo trắng ở đây 4 vé nè, anh chàng đẹp trai nè. Muốn theo ta luôn hay gì? Không phải em ngộ lắm. Bóng là phải mê trai, đúng rồi bà con. Nhưng mà nếu mà bóng không mê trai là không là phải là bóng. Nhưng mà có người đẹp ngồi gần ảnh kìa. Đâu có sao đâu, trời ơi em còn đẹp hơn. Thí dụ sao người ta đẹp mà em đọc. Phan đó, phan phan hồi lên cho lúc nào anh ý cái hàng mà đọc nó sẽ dẹp những cái hàng đẹp qua một bên. Đọc lạ đó, giống như vũ thu phim vedette vậy đó. Anh gì trời ơi, lâu bên tài thì gọi là chim luôn hãy giọng nội. Ở với tiếng Việt ngay bây giờ ai chưa có bé thì cứ giơ cái tay lên cho có tiền để chúng ta cùng mở xưởng trong một lượt tiếp theo ạ. Rồi bây giờ dò số luôn bà con ơi. Còn ai mua vé giờ giùm em đi bà con ơi. Và đặc biệt gặp lại sao thì quý vị các bạn gặp gỡ tiếng hát mới. Thưa quý vị, sau một loại này thì quý vị sẽ thưởng thức những bài tên cũ giao duyên. Một làn hơi dài rất ngọt ngào và ấm áp với tài danh sân khấu Thanh Huệ. Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ ai chưa có vé cứ giơ cái tay lên giùm em nha quý vị, giơ cao lên để các nhân viên thấy, để mang những tấm vé lại cho tất cả chúng ta cùng tham gia tham dự chương trình. Và nãy giờ là rất là nhiều quà rồi, và trên chúng ta còn có vài phần quà nữa thôi thưa quý vị. Mong là tất cả quý vị hãy cùng tham gia tham dự với chương trình ạ. Số gì đây? Dọc nữa. Dọc này dọc nữa. Vâng, chỉ còn có vài phần quà nữa thôi thưa quý vị. Sau buổi tối chỉ còn có vài phần quà nữa thôi. 7 phần quà cho một đêm nha quý vị. Ngồi đi em. Ghế không có lấy tiền nữa. Đúng rồi, những cái ghế miễn phí để chúng ta ngồi uống nước cũng như xem chương trình ca nhạc thưa quý vị. Kìa anh áo đỏ giơ tay lên kìa.